Thế chị xấu thôi. Sau khi mọc râu xong, hai anh bị làm sao đấy nhở? Wow, thành công rồi. Wow. Một điều kỳ diệu là cả ba bọn mình đều nhận được ba quả bóng với ba màu sắc khác nhau. Sau khi làm nổ bóng thì áo của chúng mình cũng đổi màu luôn. Thế nên hôm nay bọn mình quyết định sẽ làm một thử thách ăn đồ ăn thiêu ba màu áo luận cho là máu. Liên quan thích nhờ. Được rồi, chị mặc áo màu hồng cho nên chị sẽ hóa thân này Hello Kitty. Em là Doraemon. Áo của em màu cam, em sẽ hóa thân thành búp bê Squid Game. Giờ chúng mình sẽ đi tìm đồ ăn nhá. Nhưng mà tìm đồ ăn ở đâu? Theo hai đứa, ở đâu có nhiều đồ ăn nhá? Siêu thị. Chính xác. Đi nhá. Vâng ạ. Màu của hai anh này, nhưng mà mình không nói cho hai anh biết đâu.
mình đây này. Ma thật, ma đến nơi mà chảy hết cả mồ hôi. Ổn rồi hai đứa ạ. Chị nghĩ chắc ngồi thêm 5 phút nữa chị em mình cháy thành than mất. Chạy thôi. Yeah. Chỗ thực sự mát rồi. Giờ chúng mình sẽ lấy đồ ăn ra để khoe với bao nhiêu người. Để chị lấy ra chưa? Gì thế nhở? Chắc là đồ ăn rồi. Có khi là đồ uống đây. Hai cái đứa này, đồ ăn thế mà cũng đòi đoán. Tất nhiên là kẹo và nước uống rồi. Xem kẹo đầu tiên của chị đây này. Kẹo kỳ lân. Kẹo kỳ lân này. Em có thấy viên kẹo nào đâu. Kẹo ở bên trong đây này. Thế bây giờ làm sao để lấy ra được hả chị? Dễ ợt. Nếu lấy ra được thì cho em xin viên kẹo nhá. Cho em luôn. Ok ok. Đây như này. Rồi hai cái đứa này có thế thôi mà cũng ghê. Nhìn chị ăn đây này. Wow, ngon mà. Tiếp tục nha. Yêu ơi, gì quá à. Chị Ruby đang ăn ấy của con kỳ lân sao? Ở đây khi nào ăn hết kẹo rồi mới có thể cho nước vào đây và có thể bắn nước đây. Chả tin. Không tin á. Ui. Chị Ruby, chị có tin là bắn được ra nước không? Làm sao mà bắn được? Nhưng cái này à chỉ là mô hình thôi. Ôi trời ơi. Mất tiền mua kiểu lại còn được cả đồ chơi nữa. Khoái khoái khoái. Ôi. Có cái súng nước này mà mang ra đầu ngo đầu với các bạn có mà vui hết ý luôn. Thôi, chị bảo thôi mà. Tiếp theo là đồ ăn của em. Là cái gì vậy? Mì Hàn Quốc phiên bản kẹo dẻo. Mì bằng kẹo dẻo á. Cho những sợi mì siêu to vào. Tiếp theo là topping, gồm có thịt, đậu xanh, trứng ốp, gia vị này. Wow. Cuối cùng là nước sốt. Ui. Trộn đều lên. Trộn thật đều nha. Nhìn ngon ghê. Giờ thì thưởng thức. Thưởng thức. No. Mì này. Mì có dai không? Dai. Làm bằng trứng. Trứng có thơm không? Thơm chứ. Mà thôi, hai người đừng nhìn nữa, để em ăn. Thôi, quay mặt đi đừng nhìn nữa. Chúng mình vẫn còn nhiều đồ ăn mà ra bảo. Mau lấy hết ra đi, cho hai anh thêm. Hiểu chưa? Mọi người không? Chỉ mọi người có đồ ăn thôi à? Em cũng có nha. Ok em, ra bảo uống nước đi. Ok. Nước của chị đây. Em cũng có nước. Em cũng có nước nha. Đâu nước đâu? Đâu. Quê không mua nước rồi. Nước vị vải thạch dừa uống luôn. Thơm chua chua đã khát luôn. Nước uống có gà uống dòng phê pha. Đã quá. Yo. Uống.
Không phải là mình quên đâu, mà là mình cố tình không mua đấy. Việc gì phải tốn tiền mua nước, đi xin cho là tiết kiệm. Không phải xin, chị uống hết rồi này. Ui, chị Ruby uống tham thật. À, con Giáp bảo, chị không phải xin. Em cũng keo kiệt thế, chị không cho à? Không phải xin, em tự cho. Ui, thật em, chị xin. Ui, cho thế. Nước của Gia Bảo uống đá thế. Sau khi uống nước của Gia Bảo xong, mọc râu luôn. Không phải râu điện, là râu xanh nó bị chất nha. Trời ơi, chị Hải buồn cười quá. Hải ơi, nhìn em buồn cười quá. Cho chưa, cái tội đi xin đi. Hai người đó được lắm, dám chôn mình à. Này chị Ruby, sao chị anh không ăn luôn đi, còn cho vào cái chai làm gì? Đúng thế, cho vào đấy nó lấy ra cho nó khó ra. Khó hiểu nhở. Sau khi mọc râu xong, hai anh bị làm sao đấy nhở? Không hiểu nổi. Khổng lồ. Để xem ai dám coi thường Hà Anh màu cam này nữa. Ai mà coi thường nổi, xịn thật. Này, mai tớ mang cái kiểu mút ra biến nó thành khổng lồ cho tớ nhá. Chưa biết, để xem hôm đấy tớ có vui hay không đã. Ngon thế. Chị Ruby đang làm gì nhở? Em không biết. Chị thấy chị xấu thôi. Hàm răng mới của chị nhìn giống kinh luôn đi. Đây không phải là hàm răng mà là kẹo hàm răng. Nhìn đây. Wow, nhìn như răng thật mà lại là kẹo. Đúng vậy. Nhìn này, nó cực dẻo và cực ngon. Đúng là kẹo của chị Ruby. Nhìn chị xấu ghê. Chả thế không à. Thế thì mình cũng phải ăn kiểu xin xô của mình. Kiểu gì thì ra bảo. Hình như là có cái rổ và cả lưới nữa. Đúng rồi. Đúng thế, muốn ăn được kẹo phải chơi bóng rổ chuẩn. Nhìn này. Yeah. Ngon quá. Ôi, chị cũng muốn thử. Này, chị thử đi. Vào rổ nha. Bảy bảy bốn chín lần mới được một cái kẹo không như mình đâu. Ui, được rồi này. Ngon. Ui Gia Bảo hôm nay xịn thật, vào đi. Mua được toàn kẹo là đồ chơi luôn thôi. Kẹo của Gia Bảo độc và lạ đấy, nhưng không bằng kẹo của mình đâu. Đây là kim tiêm ư? Không phải đâu, là kẹo đây. Còn mình cũng chỉ giả vờ thôi. Vị cao các bạn ạ, ngon thực sự luôn. Đây là kẹo tiếp theo của mình. Móc ra nha. Bên trong, một bên là thanh kẹo, một bên là kem dâu này. Thơm quá. Thơm thật, cho em cái. Đừng quên em nữa nhé. Cho đi chị. Được, để chị nhét hết vào miệng á. Thừa cái nào chị cho nhá. Chị nhét đi. Ba hứa. Của em. Sao chị ai? Làm gì còn cái nào đâu. Không còn cái nào thì đâu hết rồi. Ăn không? Ăn không? Không ăn thì chị ăn. Chấm kem.
dám ăn nữa. Chị dám ăn. Kiệu, ngôi nhà. Ngon không, ngon không? Ngon. Ngon quá. Ngon. Bim bim màu cam. Kiệu. Yếu đuối thế. Chị. Đấy, thấy chị siêu không? Ăn đi. Ui, nát bét hết rồi. Ai đỡ cái gì bóc bim bim bằng mông không chứ? Có chị mà. Bây giờ phải cho Hà Anh ăn chung kẹo các bạn à. Kẹo này còn có thể chơi được nhá. Đúng rồi. Hà Anh ơi, bây giờ chơi ai xoay vào được nhiều điểm hơn thì người đó được ăn kẹo nhá. Vâng ạ. À, chơi được chơi. Em chơi nữa. Chị xoay chưa nhỉ? 80 điểm. 80 điểm. Kẹo của mình mà hai chúng nó chơi như kẹo của chị. Đúng rồi. Đấy là chị, đấy là chị. Đưa đi, để chơi vòng tiếp theo nào. Đến thứ hai. Vâng. Quay. Wow, 60 điểm. Nhìn chị thể hiện đây. 100 điểm nha. Wow, 100 điểm luôn. 200 điểm nha. 80 điểm. Yeah, cuối cùng mình cũng đã được ăn kẹo của mình. Chị bảo ai thắng được ăn kẹo, chứ có bảo là ăn một viên hay ăn nhiều viên đâu. Hết kẹo rồi, khỏi chơi. Mày không phải chơi. Tạm ăn quá. Dấu khuôn mặt đó. Ai làm dục thì được ăn. Ừ nhờ. Đưa đây cho chị. Cái này nữa. Ui. Cười. Chị anh giống. Ai rồi. Đưa đây em xem nào. Không được ăn, chị mà. Không được ăn, không được ăn, không được ăn.
few moments later. Bảo ăn một ca ăn một, thế mà ăn hết cả màu vàng của mình, còn đúng một cả khác. Như thế này thì sẽ là thay, nếu cho vào ngăn đá tự lạnh thì sẽ là kem. Giống của các bạn. Không giống mấy, ăn luôn. Ngon, thơm. Snack khoai tây. Ngon như snack khoai tây. Ngon như snack khoai tây. Snack khoai tây của hai ngon thế. Người bé mà ăn tham thế nhở? Ăn thì phải biết để phần cho người khác nữa chứ. Đà này, Hải ăn hết mất, nằm thế nào bây giờ? Hải ơi, có gì to quá kìa. Đâu, có lìa gì? Con gì kìa? Con rắn đồ chơi chứ con gì? Nhân lúc chị Ruby đi vệ sinh, mình đã thả vào đây. Vì mình biết được kiểu gì chị Ruby cũng lừa mình. Mình còn Thành này, vẫn còn một gói kẹo. Còn mình thì chẳng còn gì cả. Này, hai đứa ăn đi, xong cho chị xin một ít. Không, chị Ruby khôn thế. Hết đồ ăn mà đòi xin của chúng mình á. Còn lâu, chị Ruby thua rồi. Còn mình với chị anh chiến thắng. Yeah. Rồi, coi như là này, hai đứa thắng nha. Không phải coi, mà là thật rồi. Các bạn ơi, thử thách ăn đồ ăn theo màu sắc của nhân vật của chúng mình đến đây là hết rồi. Trong các đồ ăn đó, các bạn thích đồ ăn màu nào nhất, nhớ nói cho chúng mình biết nữa nhá. Và các bạn muốn chúng mình ăn theo màu của nhân vật nào nữa, cũng nói cho chúng mình biết nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video.